Kính thưa quý khán giả, đây là một cái tiết mục phụ trong câu chuyện về nghệ thuật tranh cổ động của nghệ sĩ Nguyễn Thế Nhân. Ở đây anh đang vận công để tôi thử nghiệm một cái động tác là tôi cầm một cái cây sắt. Cây sắt này nặng lắm nha, tôi cầm 17-18 kg á, mà cây sắt thật nhớ dày lắm kia nè, đó kêu ton rất dày và nặng khoảng 6-7 kg. Bây giờ tôi sẽ lấy cây sắt này, sau khi anh vận công xong tôi đọc vô cái bụng của anh và anh chịu nổi. Nhưng dĩ nhiên tôi không phải cố sát để mà đập cho anh chết đâu, mà tôi thử được cái khả năng lực chịu đựng của anh như thế nào. Rồi chờ đấy nha, em đánh thật tình nha. Đánh đầu tiên đánh 3 cái đầu nhẹ. Mạnh nữa. Rồi, bây giờ con chống nó đỏ lên này. Trời ơi, không phải chống mình cởi ra. Ủa, sao anh chịu nổi hay vậy? Em mà một cái thôi là gục xuống chết tại chỗ, làm sao mà đây cứ nhắc là nhung trong đây nó cũng có cây sáp đúng đây nè. Đừng bắt trước, nói khán giả. Em không bắt trước đây, không phải ngủ. Nói khán giả là đừng có học theo. Đương nhiên khán giả đừng có mà bắt trước nha. Ảnh là tập luyện mười mấy năm, anh giỏi gì anh? Karate. Anh lên tới đai gì rồi? Nhị đẳng đây này. Nhị đẳng quyền đai hả? Hay là nhị đẳng mà lắc đai? Không, hiện đai đen mà đai đen. Ảnh nhị đẳng đai đen môn karate và ảnh đã luyện tập cái sức chịu đựng của cái bụng ảnh 20 mấy năm. Cho nên 1 2 3 4 5 6. Wow. không hiểu được, ảnh dùng cái khí công hay cái gì ổng gồng lên mà cái bụng ảnh cứng như sắt, đánh vô nó dội ra, đánh vô dội nó trái banh vậy đó. Chứ thật ra người thường á mà không biết á, đi tập á, kiểu này nguy hiểm với nhau, không tuyệt đối không thử ở nhà nha. Rồi, mà đem tập vô cái là bể xương chết. Bây giờ thử đem giờ anh kiểu đâu cái bụng mình cứ nhắc làm như đúc đi cục bê tông như vậy, còn cái tay này như là cục sắt, không biết anh giấu cục sắt trong đây làm sao. Rồi kính thưa quý khán giả, bây giờ đã tới giai đoạn thử nghiệm là nghệ sĩ Nguyễn Thế Nhân có một cái năng lực kỳ lạ nữa, đó là năng lực hút và giữ kim loại. Thì cái đầu tiên á, em muốn đi từ cái nhỏ nhất ha, là cái không có cái muỗng này thôi. Đây thì cái đầu tiên thì tôi cũng lâu rồi tôi chưa thử. Bây giờ tôi bỏ thử xong nó có thử gì? Thì không được, có rớt thì cũng chả sao. Rớt à, may quá vẫn được dính. Vẫn dính à, đây là làm như có bụng trong đấy à, nó dính lại nha, không phải là do cái thế vật lý đâu nha, mà rõ ràng nó dính lại thật nè. Ồ, rất hay. Rồi. Lấy cái tiếp con bây dao. Giờ con dao thứ hai anh là thả, con dao thả vậy em thả chỗ nào cũng được nha. Tại vì nó khách quan thì em phải là người gắn vô để em rồi có cái dính da. Ở đây hoàn toàn không có keo, không có hít gì hết. Vậy em để đây. À, đây. Đây là con dao bằng inox anh hả? Con dao inox dính vô. Và đây là hai cái vật thể bằng kim loại, đó là một con dao và một cái xẻng để chiên trứng đã dính lên người ảnh, mà tôi đảm bảo không có cục hết nào được gắn trên đây và không có một cái chất keo hay chất bám dính nào được kết lên người ảnh, hoàn toàn khô ráo. Và bây giờ con dao này nặng lắm nha, nó nặng hơn gấp đầu gấp ba so với hai cái vật thể kim loại này. Thì tôi để lên thử cho nó có chung nha, đó để mình để sao cho cái diện tích tiếp xúc nó nhiều. Nó dính nè. Rõ ràng nha, tôi đứng trước mắt tôi luôn và tôi tận tay tôi ịnh vô luôn, tôi có cảm giác như là nó có cái cục hút ở trong người ảnh á, cho nên nó hút. Cái này rất nặng nha, không dễ gì mà mình để lên mà nó không rớt. Đây, cái hiện tượng rất kỳ lạ mà tôi cũng không giải thích được, một cái dao nặng cả ký lô mà dính lên người ảnh nó không hề rớt. Rồi bây giờ tôi chơi quên cái bàn cũ rồi nè, bỏ bớt ra không có lạnh nữa. Rồi bây giờ những cái vật này nhẹ nặng dần rồi nặng dần, là cái dao này nặng nhất vẫn không rớt, nó hít vô rất lạ. Bây giờ em gỡ ra nha, lạ nha, có một cái chất, nó có một cái cách gì mà nó ở lại trên con người vậy. Rồi bây giờ em gỡ xuống để thực hiện một cái đặc biệt, một thiết bị đặc biệt, rõ ràng nó hít nha, chứ hoàn toàn chúng tôi không dùng kỹ xảo hay cái xảo thuật gì ở đây. Các bạn có thể ở nhà thử đi, cái này an toàn không sao, chỉ sợ rớt nó dập ngón chân thôi. Các bạn có nhận có thể dùng cái nồi ở nhà thử coi nó hết hay không cho biết. Rồi bây giờ tôi đưa các bạn ủi vô này, các bạn ủi này nặng ký mấy nè hả, các bạn ủi hiện đại. Bây giờ để thử coi
thật sự ảnh có giữ được đúng nghĩa là cái hít hay không, thì phải bỏ cái này vô, cái trọng lực nó hút xuống. À, mà cái gì càng nặng trọng lực nó càng nhiều, nó hút cái này nó xuống, thì giọng nó không được. Cho thêm đồ vô. Tôi cũng không thể giải thích được tại sao nó như vậy nữa. Cho thêm đồ vô. Bỏ cái bàn hũ vô không rớt, tôi lấy cái này tương bỏ vô. Anh chịu nổi không? Đây nha, anh dẫn công đi nha. Đây nè, cục hít bí ẩn trong cái xương cốt của trong con người ảnh đã giữ được cái nồi inox nặng 2-3 kg, vì bỏ thêm đồ vô nữa. Không rớt, chứng tỏ là nó hít thật. Chứ nếu mà hết giả là đã rớt rồi, không cách nào mà giữ được đâu. Bây giờ có cái điện thoại. Có điện thoại. Rất to, iPhone 13. Đây, kính thưa quý khán giả, hiện nay 5 kg mấy nằm trên cái ngực của ảnh. Mà tôi thấy rõ ràng cái diện tích tiếp xúc của cái người ảnh với cái này rất là ít. Bây giờ tôi thử cái lưng. À, cái lưng thì dịch công có thể nó khó hơn, tại vì tất cả năng lượng con người nó hướng ra trước. Thì bây giờ tôi để cái mâm vô, cái mâm này bằng inox ha, thử coi nó dính không nha. Không dính thì thôi, nhưng mà dính thì một lần nữa chứng minh rằng cái năng lực hút kim loại của ảnh hoàn toàn là có thật. Còn chuyện giải thích từ nhà khoa học giải thích tôi không thể giải thích được. Đây rồi, đây tôi ảnh vô giống như có cái cục gì nó hút vô dính vô luôn. Cái mâm nó có nhẹ hơn nửa ký đó. Anh dựng cảm lên đó, anh lắc lư nữa. À, tuyệt vời không? Rồi tôi gỡ ra nha, em gỡ ra cho anh coi. Hoàn toàn không phải do mồ hôi, không phải do keo gì hết, mà tự nhiên nó như vậy đó. Đấy.